thảo. Hôm nay là buổi học thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 7. Hôm nay thầy sẽ hãy thông hóa cho mọi người là mục đích của chúng ta học cái bộ môn tử vi là 1, bộ môn phong thủy là 2, và bộ môn mà các khoa cúng cổ truyền của người Việt chúng ta là 3. Lý do tại sao mình học ba cái thứ đấy trong cái chương giảng, chương trình dạy của chúng ta ở Linh Quang Điện. Mục tiêu của chúng ta ấy là học để chúng ta sửa mình cho nó tốt hơn và sửa những người khác xung quanh mình, nào cha mẹ con cái, để cho vận mệnh của mình tốt hơn. Và chúng ta từ xưa đến nay, kim cổ chúng ta đã nghe rồi, luôn luôn nghe cái chữ mệnh. Mệnh chúng ta nghe rất nhiều. Những câu nói như là chịu mệnh trời đấy, là mệnh là thứ không thay đổi được. Sinh ra là chúng ta không quyết định được là chúng ta sinh vào nhà ai, bố mẹ làm nghề gì, đúng không? Rồi chúng ta sinh ra hoàn cảnh nào, năm nào, không quyết định được. Ở thời nào, thời phong kiến hay là tư bản hay là xã hội chủ nghĩa, là chúng ta không lựa chọn được. Nhưng cái đấy người ta gọi là mệnh. Mệnh là cái gốc, là cái sự không thay đổi. Và từ cổ xưa ấy, từ cổ chí kim, người ta luôn luôn đi tìm cái này. Từ trước công nguyên người ta đã đi tìm cái này rồi. Và sách ở Việt Nam mình thì sách cổ để lại những cái bộ môn này cũng có, nhưng mà sách cổ Trung Quốc ấy thì để lại rất nhiều. Chính thời như Xuân Thu Chiến Quốc, người ta đã đi tìm cái này, tìm vậy. Và giỏi như Khổng Tử là người rất là giỏi, nhưng mà bạn Khổng Tử không tốt lắm nên không làm quan được. Để về như vậy, vậy là gì? Mỗi người sinh ra đã được định đoạt sẵn một cái số mệnh mà chúng ta ít có thể thay đổi được nó. Chúng ta chỉ có đổi mệnh thôi chứ không đổi được mệnh. Mệnh là cái thứ mà ai cũng có. Và người ta lâu nay người ta đoán mệnh làm cách gì? Ngày xưa ấy thì người ta xem sao trên trời ấy, xem cái chòm sao. Và cái biểu hiện của các chòm sao đấy là ý trời. Ý trời nhá, thì người ta sẽ đoán là mệnh vận của đất nước đấy, của ông vua đấy. Dựa trên cái chòm sao tử vi thì người ta đoán xem là ông vua đấy là có tốt hay không, sắp tới là chinh chiến thắng hay thua. Rồi người ta dựa vào chòm sao là bạch hổ đấy, chòm sao chú tước, là người ta đoán được vận mệnh của quân thần, của cả cái ông vua đấy luôn. Thì cái ngày xưa người ta chỉ xem được việc lớn, việc nước thôi. Xem thiên văn ra được việc nước, xem các chòm sao ra được việc nước. Và sau này ấy, người ta lại nghiên cứu ra một cái bộ môn mà xem cho con người, xem cho một con người. Thì thường ấy, cái bộ môn tử vi này cổ xưa cũng chỉ xem cho cung thành thôi, xem cho vua chúa thôi. Của những người đấy, bộ môn này rất là khó. Nó gọi là bộ môn mà người mù không xem được này, người dốt không học không xem được này, bộ tử vi đấy, không biết toán học không xem được này, không biết văn chương không xem được. Đây là bộ môn khó nhất về xem bói, là bộ môn tử vi, là bộ môn cao quý. Và cái riêng cái từ tử vi thôi cũng là một đế tinh, nó nói rằng đây là một bộ môn khó nhất trong các bộ môn xem bói, và nó rất là chính xác. Bởi vì điều kiện để xem được tử vi rất là khó. Muốn xem được tử vi chúng ta phải có bát tự, muốn xem được mệnh phải có bát tự. Bát tự chúng ta học rồi, chúng ta biết có 8, bát là 8 đúng không? Là 8 cái chữ này đấy. Và 8 cái chữ này do năm sinh ra này. Phải biết năm sinh này, phải biết ngày sinh này, phải biết giờ sinh này, năm sinh này, tháng sinh này, giờ sinh đấy. Và thêm một cái ẩn nữa chính là giới tính. Người nào giới tính không rõ ràng xem tử vi cũng hơi khó đấy nhá. Không biết là án sao nam hay nữ, như là vòng nó đi ngược hay nó đi xuôi, đúng không? Chủ đề của chúng ta là chúng ta muốn biết mệnh của mình là ai. Muốn biết mệnh là ai thì chúng ta phải nghiên cứu vận mệnh. Và cái bộ môn tử vi đầu số nó là bộ môn mà đang được ứng dụng tốt ở Việt Nam, ở Trung Quốc và các nước
ví dụ như là các nước mà xem chiêm tinh học nữa, ví dụ như là của vì cái bộ môn tử vi này nó ảnh hưởng bởi học thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc và một phần chiêm tinh học mà của phương Tây nữa, nó kết hợp ra bộ môn tử vi này. Rất nhiều nước xem, Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, đấy, người Trung Quốc với người Việt Nam thì người ta xem môn này đấy. Và có chia rất nhiều trường phái xem cái này. Và mục tiêu ấy, người ta xem cái này để người ta biết được bản đồ vận mệnh của mình. Từ cái này tôi biết bản đồ vận mệnh. Thế bản đồ vận mệnh của con người thì người ta chia thành 12 cung. Chúng ta vừa học hôm nay đúng không? Chia thành 12 cung này để người ta xem thể hiện mối quan hệ của con người đối với phụ mẫu, đối với huynh đệ, đối với phu thê, đối với họ hàng, đối với công việc, đối với tiền tài, đối với thiên di, về xã hội đấy. Đấy. Đối với điền trạch, điền sản, đối với quan lộc, đối với nô bộc, 12 cung thể hiện con người toàn diện. Tại vì chúng ta sống, chúng ta tương tác với ai thì cái bộ môn tử vi thì cũng 12 cung nó sẽ tương tác tất cả. Và mục tiêu là tìm bản đồ vận mệnh để làm gì? Để sửa. Nhớ nhá, ai đi xem tử vi cũng để sửa mệnh của mình, nghĩa là để xem mình tốt xấu thế nào còn tránh, đúng không? Mà người hay đi xem bói hay xem tử vi để biết trước được là vận mệnh của mình sắp tới mắc việc gì, tốt hay không, để chúng ta nếu mà xấu thì chúng ta tránh, và nếu là tốt thì chúng ta đón cái bạn tốt để làm việc. Đấy là mục tiêu. Tất cả những thứ này đã được các bài trước chúng ta đã giảng rồi và thầy cũng nói rất nhiều trên mạng rồi. Bộ môn tử vi là gì, làm sao lập lá số tử vi, làm sao là ra được cái bản bộ vận mệnh này. Các bạn trong lớp này thì các bạn đã biết lập lá số tử vi rồi đúng không? Và nhanh hơn nữa, mà nếu mà chúng ta không biết lập rồi sau này cũng thế, là chúng ta vào trang thầycaoanh.com đúng không? Đấy, chúng ta đánh ngày tháng năm sinh giờ sinh phát là ra được cái lá số, đây chính là bản đồ vận mệnh của mình. Và khi mà có lá số rồi chúng ta sẽ biết mình là ai, sau này có giàu không? Đấy, sinh ra có giàu không đúng không? Cùng vợ chồng của mình thế nào, mấy vợ, con cái ra sao, có tốt không, có tốt hơn mình không, rồi điền sản có không, về già còn đất không, rồi tiền có không, làm sao có được tiền, quan lộc của mình là làm những nghề gì thì tốt và mình đã làm đúng nghề chưa, đúng không, rồi phúc đức âm phần gia tiên chúng ta đã tốt chưa, điền trạch chúng ta là âm trạch tốt không, dương trạch có tốt không, rồi bạn bè của chúng ta có ứng xử tốt với chúng ta hay không. Được chưa? Thế thì lá số tử vi ấy bản chất là gì, là cái sơ đồ vận mệnh của con người. Cái đấy là cái mà từ cái giờ khắc chúng ta sinh ra nó đã gắn liền với mình rồi. Nó là kết quả của vô lượng kiếp của chúng ta tu tập. Và những cái cung tốt, cung xấu, hạng tốt, hạng xấu ở đấy là gì? Nó thể hiện quy luật nhân quả. Nhân quả. Và có sự luân hồi ở đây. Nếu không xem, không xem học thuyết luân hồi là đúng, thì chúng ta không giải thích được tại sao con người cùng sinh ra trong một làng, sinh ra hai bạn cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ mà lại có số khác nhau. Nhớ nhá, cả hai người anh em sinh đôi trong một nhà cùng giờ sinh, hai số phận khác nhau, giải thích đi. Nếu về mặt trần gian là không giải thích được, nhưng về mặt tâm linh ý, về mặt lý thuyết, về luân hồi thì chúng ta sẽ chứng minh được. Tức là chắc chắn là không có linh hồn nào giống linh hồn nào cả, đúng không? Chắc chắn là có sự khác biệt. Và hai cái sự khác biệt cùng đầu thai ở một nhà, cùng giờ sinh tháng sinh nhưng mà số mệnh vẫn khác nhau. Đấy là do tiền kiếp khác nhau. Thì chúng ta chỉ giải thích được như thế thôi. Nếu chúng ta không biết, không chấp nhận sự luân hồi thì không giải thích được. Và khi xem một lá số tử vi mà cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ thì chúng ta phải xem như thế nào? Chúng ta lấy cung mệnh của người anh là xem mệnh, lấy cung thiên di của người em để làm mệnh của họ là của cung thiên di, và chúng ta lật theo hình chiều hướng để chúng ta luận ngược trở lại các cung đối xong. Vậy là trong sinh ra cùng một gia đình nhưng
số mệnh vẫn có sự khác nhau bởi vì tiền kiếp khác nhau. Và khi chúng ta đi xem tử vi hoặc là khách hàng đi xem tử vi, bất cứ ai đi xem tử vi cũng muốn biết là mình tốt xấu là sao, thì người ta xem cái gì? Xem mệnh trước, đoán mệnh trước nhá. Xem mệnh thường là các thầy tử vi xem tương đối giống nhau, nếu mà có học đương nhiên là phải học kỹ càng nhé. Hoặc là cái lớp này ấy, là sau này đi xem tử vi cho người ta là tất cả các bạn đều xem cho họ đều giống nhau, cái mệnh đấy là giống nhau bởi vì nó không thay đổi, được chưa? Nhưng vận thì nó thay đổi đấy. Và muốn thay đổi được vận thì chúng ta phải nắm được một số nguyên lý như sau. Và thầy cũng có đăng một cái bài đấy, 12 cái bí quyết để thay đổi vận mệnh, gọi là bí quyết thôi nhưng mà thật ra đấy là sự tương tác của 12 yếu tố đối với vận mệnh của con người. Hai yếu tố đấy là gì? Một là mệnh, đây là yếu tố số 1, yếu tố này quan trọng nhất. Chúng ta khi xem tử vi ấy, chúng ta nhìn những người có sao tử vi tại bệnh này, đúng không? Tử vi chiếu mệnh này, đấy là những người sau này đều là làm chủ hết, không làm chủ thì làm quan chức, có khả năng lãnh đạo người khác, tương tác với người khác, tương tác với con người chứ không phải tương tác với công việc. Nó giống như trong một tổ ong chúa ấy, thì những người cũng cái dòng sao tử vi đấy nó là đế tinh, thường nó nằm tại mệnh hoặc chiếu mệnh, sau này sẽ làm chủ được. Đấy thì cái cục mệnh khi ta xem mệnh chúng ta biết là à, con người này làm chủ hay không, đúng không? Hoặc chúng ta xem những người có sao cự môn tại mệnh, sao cự môn là một sao nói, sao quân sư, sao của nhà triết học, sao của nhà tâm lý, sao của nhà khoa học, sao một cách hiền triết chứ không phải là của người làm quan. Và có làm quan thì người đấy cũng chỉ đứng vai trò là quân sư thôi chứ không làm mệnh trưởng được, mệnh chủ được. Ví dụ thế thì chúng ta xem mệnh chúng ta biết rồi, người này chỉ có mệnh làm quân sư thôi. Hoặc là chúng ta xem một cái mệnh mà cách cục là cơ nguyệt đồng lương, những người cơ nguyệt đồng lương thì khó dám làm chủ lắm, là đấy cách cục là làm công ăn lương, nghĩa là những cách cục đấy là đi làm cho một cái ông tử vi nào đấy, đấy để họ tồn tại được. Họ rất là mong manh nếu như một mình đứng không thành công, nhưng họ sẽ giúp cho ông chủ thành công được và họ sẽ hưởng phần lương phần thưởng xứng đáng, thì đấy là cái cách cục của người đi làm công ăn được, được chưa? Hoặc là cách cục sát pha tham, sát pha liên tham là cách cục của nghề binh nghiệp. Thế thì chúng ta xem mệnh mình sẽ biết ngay là à, người này phải làm công an, quân đội, tòa án, pháp luật, phải làm những thứ liên quan với pháp luật, bảo vệ đất nước hoặc là bảo vệ luật pháp, thì chúng ta biết là con người đấy là cái yếu tố nhà binh, được chưa? Thế thì cái gì quyết định cái đấy? Mệnh nó quyết định rồi. Và mọi người thấy đấy, thầy hay xem tử vi cho mọi người, bảo cô là phải làm người này mới tốt, anh phải làm người kia mới tốt. Bản chất là mình xem cái gì? Xem mệnh. Và cái này nó tương tác lên một con người nhiều nhất, được chưa? Và chúng ta nếu mà theo nguyên lý đấy, chính là mệnh chính là gì? Mệnh này chính là mệnh trời, cũng như là trời đã sinh ra và quyết định cái này rồi. Mình thì bảo là do trời, nhưng mà đạo Phật thì bảo là do ta. Tu tập công đức, tu tập từ vô lượng kiếp, và bản chất trong một con người ấy, bao giờ nó cũng có những cái nhân tố tốt và nhân tố xấu. Bài hôm trước thầy giảng rồi, con người giống như một mũi tên bay, một viên đạn bay, và chúng ta bị nghiệp lực kéo lại, đẩy sang, đẩy xuống. Lát nữa thầy có thể nói thêm phần đấy cho mọi người hiểu nắm rõ hơn. Vậy là việc này là không quyết định nha, chúng ta không quyết được, mà đây là trời quyết rồi. Nhưng có sửa được không? Có sửa được mạnh không? Sách nói là không sửa được mạnh, là chúng ta sinh ra chúng ta đã chấp nhận nó rồi. Nhưng mà đấy là tại thời điểm sinh ra. Còn đến bây giờ chúng ta có thể sửa được mệnh. Và 12 cái yếu tố để mà thay đổi cả vận, cả mệnh, phải sẽ biết rồi như thế này. Thì yếu tố quan trọng nhất là mệnh.
Yếu tố thứ hai là vận. Các bạn học tử vi biết môn vận là gì rồi đúng không? Vận chúng ta chia thành gì? Đại vận 10 năm này. Chúng ta thành tiểu vận này. Tiểu vận là mấy năm? 1 năm này. Chúng ta có nguyệt vận này. Là bao nhiêu? Là tháng đúng không? Là theo tháng. Chúng ta có nhật vận này đúng không? Một ngày. Là một ngày. Chúng ta có khắc này. À, chúng ta có giờ đúng không? Vận theo giờ. Và tấn chúng ta có khắc. 15 phút một. Cái này này, mỗi người đều khác nhau. Cùng sinh ra trong thời loạn, thời chiến, có những người thì lên làm tướng, có những người không còn ruộng để cày. Nó phụ thuộc vào cái này. Tại thời điểm đấy, cái chòm sao đấy có giúp cho người ta thành công hay không? Ví dụ rơi vào vận phá quân này mà gặp thời chiến nó ngon luôn, đánh đấm không? Đúng không? Gặp phải thời này thì sau này dụng luôn này, khiến phổ làm ăn với ai, thời chiến là không làm ăn được, không kinh doanh được, có tiền đâu mà giữ, đúng không? Làm gì có cái này, không giao thương buôn bán được thì thiên phổ chết. Mặc dù đáng lẽ ra ông này giàu nhưng mà thành không có đất mà cày. Còn cái sao pháp quân này thì là lập được chiến công lớn nên là làm tướng. Vậy là gì? Trong một thời điểm nào đấy, một thời khắc nào đấy thì cái chòm sao này tốt đối với người này nhưng cái chòm sao này sẽ xấu đối với người khác. Và liệu chúng ta có phân biệt được nó hay không? Như chúng ta lập ra số tử vi chúng ta phải biết được, đúng không? Ví dụ như năm nay là năm 2019. Thầy sáng nay vừa nhìn sáng 7 giờ sáng nhận được một cú điện thoại của vợ một cái bạn là làm bất động sản ở Nha Trang gọi thầy. Và thầy ơi, cứu chồng con với. Bởi vì thầy nói năm ngoái không nghe, năm nay nó rơi vào sao cự môn hãm địa, thì bảo không cần, không được làm ăn gì, không là tù đấy. Hôm qua là thấy xã hội đen đến nhà dí vào đầu dí rồi, vợ sợ quá sáng nay gọi điện cho thầy. Thế là liều mạng làm ăn vào đúng năm hôm sau cự môn hãm địa. Mọi người biết cự môn hãm địa chúng ta học rồi, cự môn hãm địa là chòm sao thị phi, tù đầy, bệnh tật, kiện cáo, dính dáng pháp luật, đen đủi, đúng không? Mà dính vào sao đấy thì mà làm thì chắc là chết rồi, đúng không? Thế đáng lẽ anh ta không nên làm gì. Anh ta nên sám hối nghiệp của mình, tu tập, hoặc là nên ủy thác cho một cái cung lô bọc, một bạn nào tốt nào đấy, người ta làm cho. Và anh ta ngồi chơi thì may mắn. Và anh ta liều lĩnh anh ta làm. Đấy. Thế thì rơi vào cái chòm sao đấy năm 2019, anh ta toi. Và thầy cũng nhận được rất nhiều tin vui của những bạn. Thầy bảo năm 2019 là làm ăn phát đạt tốt, nên là các bạn hãy làm ăn tốt. Ví dụ như ngày mai sẽ có một bạn đến đây, mai chúng ta ăn ngày thứ nhật nhỉ, có một bạn đến đây, bạn làm ăn rất là tốt và bạn ấy mở rộng kinh doanh thêm, và chủ nhật bạn ấy sang nhiều thấy bốc bất lương thần tài cho, xong rồi thì tượng linh vật ấy để về thờ phụng. Bạn cảm thấy là bạn ấy sau khi thầy bảo bạn tốt là bạn tốt thật. Thế thì năm 2019 có người tốt, có người xấu, đúng chưa? Rồi, thầy là tuổi Dậu 81, năm nay thầy tốt nhưng mà có rất nhiều bạn tuổi Dậu năm nay vất vả. Vậy là nếu mà chúng ta chỉ xem tuổi không ấy, mà chúng ta đoán năm nay làm ăn được hay không ấy, là chúng ta sẽ xem sai. Bởi vì cùng năm 81, năm 2019 có người thành công, có người thất bại, đúng không? Vậy là chúng ta đã học tử vi rồi thì không được mạo hiểm dùng tuổi để xem cho người khác, được chưa? Kể cả người ta cho cung cấp cho mình cả năm sinh này, cả tháng sinh cũng không được xem, mà cả ngày sinh cũng không được xem luôn. Khi nào có giờ sinh và giới tính chúng ta mới được phép xem. Bởi vì chúng ta nhớ rằng giới tính rất quan trọng. Khi mà lập ra số tử vi giới tính thay đổi thì cái vòng ăn sao đại tiểu vận này nó thay đổi ngược và xuôi, đúng không?
Vậy thì chúng ta phán ngay đại vận sai cho họ. Mà phán đại vận sai thì hỏng cái này của người ta, hỏng cái mất, đúng nhá. Nên là đã biết xem tử vi rồi, từ nay ai nói tuổi không được xem. Mà anh xem cho tôi cái tuổi này cái, chúng ta xem là chúng ta sai. Mà có đúng thì cũng là vô tình đúng, chứ không phải là do chúng ta có khả năng. Được chưa? Nên là muốn luận đoán tốt, chúng ta phải có lá số tử vi trên tay. Đấy. Thế thì mệnh quan trọng nhất sau đến vận. Chúng ta nhìn rất nhiều lá số nhá. Mệnh hãm, thân hãm, phúc đức hãm, nhưng mà đại tiểu vận của họ tốt, đều sáng. Họ gặp sao thiên phủ rất là sớm, rất là có tiền rất sớm, họ vẫn thành công. Nên là khi xem tử vi, ngoài ngó cũng mệnh ra, chúng ta phải ngó cái gì? Ngó vận của họ nữa thì hãy phán nhá. Hoặc là có nhiều người lá số đẹp vô cùng luôn. Đấy, đại vận toàn thấy hãm sát trước, liêm tam mãn địa này, rồi cự môn hãm, rồi mãi mới đến sao sám, thì cái người đấy lá số có đẹp bao nhiêu thì cũng chưa có tiền, cũng chưa thành công đâu, bởi vì cái vận này họ chưa nắm. Được chưa? Nên là người ta gọi là trời có vận trời, nước có vận nước, người có vận người. Chọn làm cái gì chúng ta phải chọn vận tốt để chúng ta làm, chọn nhìn thấy vận xấu chúng ta phải tránh, né, hóa giải nó. Được chưa? Việc này là việc thứ hai, vận quyết định đến lá số tử vi là con người. Việc thứ ba đó là phong thủy. Yếu tố phong thủy quan trọng thứ ba trong vận mệnh của con người. Phong thủy là gì? Là tất cả những thứ môi trường sống xung quanh của chúng ta. Nó càng gần ta thì nó càng sát ta ấy, thì nó càng ảnh hưởng nhiều đến ta. Thế cái gì sát ta nhất trong phong thủy mọi người biết không? Cái giường ngủ. Một ngày chúng ta 6-7-8 tiếng ngủ ở đấy, phòng ngủ, giường ngủ ấy, cái đất mà chúng ta đang ở, chúng ta đè lên cái đất ấy, ở trên cái đất đấy, cái nhà chúng mình ấy đấy. Và chúng ta gần như là mọi người đều dành khoảng tầm 12 tiếng, trung bình khoảng 12 tiếng ở nhà, đúng không? Cái vườn của chúng ta trong khu đất đấy cũng là phong thủy. Xa hơn nữa là gì? Cái thôn của chúng ta, cái xã của chúng ta, cái huyện của chúng ta, tỉnh của chúng ta, đất nước của chúng ta, cái đấy có hợp mình không? Nhớ là cũng một miếng đất đấy, người khác đến ở thì hợp, mình đến ở không hợp. Cho em hỏi cái chìa khóa bên ngoài thẳng mở túi lên nhá. Vậy chúng ta phải xem phong thủy thì chúng ta phải biết là gì? Muốn xem phong thủy chúng ta phải biết gì? Ít nhất phải biết tuổi của người ta. Đấy là ít nhất, đúng không? Mà có lá số của người ta càng tốt. Bởi vì thực sự xem phong thủy, nắm được lá số của người ta mới là chuẩn. Bởi vì mình ngó cung điện trạch của người ta có gì không, đúng không? Gặp bốn cái ám tinh phong thủy này, gặp bốn cái ám tinh nào là gì? Cô thần này, quả tú này, vong thần này, phục binh này. Nó nằm bốn cái thằng này, nó nằm cung điện trạch thì âm trạch sẽ có vấn đề. Bởi vì dương trạch thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có hợp hướng hay không, chúng ta đo phân biệt ngay, đúng không? Rồi chúng ta nhìn xem phong cảnh có đẹp hay không, môi trường sống, khí không khí ở đây có tốt không thì chúng ta biết. Nhưng mà mấy cái này chúng ta chú ý nhá. Đây chính là âm trạch. Phong thủy chia ra âm trạch là từ mặt đất trở xuống và dương trạch là từ mặt đất trở lên. Có rất nhiều nhà xây rất đẹp nhưng mà không ai dám ở cả, vào dựng giường ngay bởi vì âm trạch xấu. Chúng ta hay nghe câu chuyện đâu đấy ngôi nhà ma, đúng không? Không phải mình Việt Nam đâu, nhiều nước có những ngôi nhà ma. Thì những cái ngôi nhà nó có cái này, âm trạch nó sẽ tác động đến cái gì? Tại sao phong thủy nó là quan trọng thế? Khi mà âm trạch xấu, phong thủy xấu ấy, thì cái việc mà chúng ta thờ cúng thần linh gia tiên của chúng ta sẽ bị vô hiệu, không hợp được. Bởi vì khí âm đấy quá nặng, khí xấu đấy quá lớn, thậm chí những cái linh hồn các cụ nhà mình đi theo mình cũng không vào nhà mình đến độ này. Hai là người ở trên đấy hay bị ốm đau bệnh tật, bởi vì cái khí âm đấy sẽ tác động lên người mình.
làm cho mình hay bị bệnh, và nhất là phục binh nhá, đóng cung điền trạch là rất hay bị ung thư. Đấy, mọi người không tin thì cứ ăn sao những người đang bị ung thư xem đúng cung phục binh đóng cung điền trạch không? Gần như là đa số không phục binh đóng cung điền trạch, những phục binh đóng cung mệnh, những người như thế. Tròm sao này tròm sao siêu xấu, nó gọi là ám tinh. Bốn cái sao này ám tinh. Đấy. Và muốn sử dụng được phong thủy ý, cái này muốn có hiệu lực đấy, thì chúng ta những người đấy, những người mà muốn sử dụng cái này phải có tâm, phải tốt, phải tử tế, thì việc phong thủy nó mới có ích. Nhớ nhá, bất hiếu cha mẹ thờ cúng vô ích, phong thủy vô ích. Những người mà bất hiếu này, rồi hay làm việc ác này, hay mắng mỏ người khác này, hay gây nghiệp này, toàn cướp bóc này, rồi thù hằn những người khác, có dùng cái này cũng vô dụng. Cái này nó chỉ sao phong, cái phong thủy này nó chỉ ứng dụng tốt cho những người có tâm, biết tới tâm linh, có hiếu với cha mẹ, tốt với người khác, thì cái này cũng hữu dụng. Chủ đề phong thủy này chúng ta sẽ học, đúng không? Chúng ta được học mệnh rồi, nay lại tử vi này, đúng không? Vận thì đang học rồi, để chúng ta đoán vận rồi này, đúng không? Và chúng ta tiếp tục bài học được Linh Quang Điện, các thầy đào tạo về mặt phong thủy nữa. Nghĩa là học ba cái đấy là cải mệnh rồi, khắc số rồi đấy. Việc thứ tư đó là tích đức. Khi mà chúng ta xem một lá số tử vi, chúng ta nhìn cung phúc đức của lá số đấy, chúng ta phán là xấu bởi vì nhiều sao hãm. Nhưng nếu con người đấy ngay từ bé người ta đã từ thiện tử tế, hay giúp người khác, hay tích đức, hay cầu cúng, hay làm việc thiện, thì cái xấu này nó sẽ được cộng với N cái tốt, nó sẽ tốt lên. Nên khi xem tử vi cho người khác, xem mệnh người khác, chúng ta phải xem gì? Một là phúc đức thiên mệnh, hai nữa là phúc đức tạo ra trong cái thời dương đức. Cái này gọi là dương đức, còn cái kia gọi là âm đức. Phải để ý hai yếu tố này nhá. Có rất nhiều người, người ta làm việc phúc đức và người ta cải được mệnh của mình. Ví dụ như chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Huấn đấy, có bốn điều răn dạy, và trong đấy có một cậu bé đáng lẽ ra cậu ta sẽ chết, nhưng mà nhà sư cho về nhà thăm nhà để chết ở nhà, không muốn chết ở chùa. Nhưng mà trong quá trình về thì bạn ta đã cứu được một đàn kiến đang bị trôi lũ, và đến hết hạn mà bạn đấy về nhà vẫn quay lại chùa, và sư thầy không biết tại sao bạn lại sống được. Ngỡ ngàng mới hỏi bạn ấy, thì con trong quá trình về con làm gì? Và con có cứu một đàn kiến, cứu một đàn kiến, giúp một đàn kiến sống, chính là cách tạo dương đức. Đấy, khi dương đức thay đổi, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Thế có nhiều người trong lá số rất xấu nhưng mà rất sung sướng, não cười tất tất, rất hạnh phúc, bởi vì họ biết cải tạo vận mệnh từ bé. Nhớ nhá, họ biết cải tạo vận mệnh từ bé, nên họ biết mệnh của mình là gì rồi này. Họ không dám làm liều, không dám làm lớn. Họ biết vận của họ rồi này. Những cái vận nào xấu họ không làm gì cả, đi tu tập. Họ đã biết phong thủy rồi này. Họ luôn luôn chọn những ngôi đất sạch sẽ họ ở. Họ đã biết tích đức rồi này. Bốn cái này họ đã sửa được mệnh rồi. Thế nào, khi mà chúng ta xem một lá số xấu nhưng cái người đấy biểu hiện của họ, cái tướng của họ tốt, trông họ sáng quắc đấy, họ rất là sáng, nhiều năng lượng tỏa ra, mình nhìn thấy đây là một con người mà rất là vui vẻ và có vẻ như là hay giúp đỡ người khác, thì lá số của họ thay đổi rồi nhá. Nên đừng có nhìn phá xấu nữa nhá. Thì chúng ta khi mà xem tử vi chúng ta cũng phần dương đức của họ. Thứ năm là đọc sách. Giờ này cần thiết không? Các bạn chưa biết quy trình để xuất bản một cuốn sách nó khủng khiếp cỡ nào. Được rất nhiều các chuyên gia, hội đồng thẩm định đánh giá và được phép xuất bản thì mới xuất bản cuốn sách đấy. Chứng tỏ để ra được một cuốn sách thì có rất nhiều bộ não, có trình độ, có sự hiểu biết
đã thẩm định nó rồi. Và khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta sẽ lấy được những kiến thức ở đấy vào trong đầu mình một cách tổng hợp. Và cách đọc sách hay nhất là phải mở mục lục ra và đọc. Khi mà mục lục ra, chúng ta sẽ biết cuốn sách này viết về cái gì, đúng cái ta cần hay không. Và rất may bây giờ ngoài sách ra thì chúng ta có internet, có mạng đấy, để chúng ta đọc được rất là nhiều. Chúng ta đọc rất là dễ. Khi mà cần bất cứ một thông tin gì, bây giờ chúng ta gõ một cái là ra, đúng không? Nhưng mà nhớ, chúng ta phải phân biệt được tin tức và sách vở. Sách vở nó mang tính chất hàn lâm và lý luận, tin tức nó không có cái đấy. Nên các bạn hay mở điện thoại cứ đọc tin lướt như thế. Thật sự cái đấy cũng không tốt lắm. Nên đọc sách, dành thời gian đọc sách thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như là thầy đang đọc một cái cuốn như thế này, để dạy những bộ môn này á, thầy đang đọc cuốn là Tinh Bệnh Học, từ thuyết phân giã đến các loại vận mệnh của con người. Và trong bách khoa thầy học một bộ môn gọi là Toán Rời Rạc. Nó giống cái này, nghĩa là từ những thứ phân giã tạo ra vận mệnh. Bản chất bộ môn tử vi cũng thế, từ các chòm sao ở trên trời, bắc đầu, nam đầu, đúng không? Người ta tạo ra một cái lá số tử vi đấy, tạo ra một cái công thức hoàn chỉnh để đoán bệnh của một con người, đấy là phân giã và đấy là toán rời rạc. Chúng ta cũng nên đọc xem lập lá số tử vi thì bây giờ có công cụ là thầy công anh.com này rồi. Lập lá số tử vi thì chúng ta đã học lập đang đọc đây rồi. Nhưng mà hiểu được tại sao cái ngôi sao đấy, cái lá số đấy nó thể hiện vận mệnh con người, điều đấy chúng ta chưa hiểu. Và chúng ta nghĩ rằng đấy là một cái gì đấy rất là thần bí, huyền bí, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó đọc sách, đọc ngược trở lại thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không huyền bí lắm đâu. Vì tất cả thế giới đều vận hành và nó đều có sự liên hệ đến lẫn nhau, nó đều có quy luật hết, đúng không? Và người ta tìm quy luật của các chòm sao để thể hiện quy luật của con người, nó cũng là khoa học. Nên là tử vi đầu số mà chúng ta đang học ấy, nó là khoa học đấy. Nhưng mà vì chúng ta các bạn chưa nghiên cứu sâu đến gốc của nó thì mình tưởng nó là thần học, nên là khoa học. Và bộ môn này khi xem tử vi thì tôn giáo nào cũng xem được. Đấy, chỉ cần biết ngày tháng năm sinh và giờ sinh là chúng ta được xem được vận mệnh của mình. Và nói đến chuyện câu chuyện đọc sách là các bạn phải đọc nhiều lên, đọc nhiều giúp các bạn là nhiều ngôn ngữ hơn, giao tiếp tốt hơn. Đấy, thông ngôn hơn. Ngày xưa mà thầy học bách khoa là hay về những trường đại học y để học. Thế là vào trong giảng đường đại học y ấy, là các bạn học y là học tới 7 năm rất là chăm chỉ. Và vào trong đấy càng đông người học càng tốt. Thế là mình phải nghiêm túc trong một môi trường nghiêm túc, các bạn học nghiêm túc. Thầy cứ phải sang đại học y thì mới học. Rồi thư viện quốc gia ở trên đường Hai Bà Trưng Tràng Thi ấy. Đấy, đấy là một địa điểm mà học tốt, nhất là các sách liên quan đến tử vi, tâm linh, tôn giáo trên đấy vô cùng nhiều. Thầy có một cái thời sinh viên ở trên này, thế là đi xe buýt từ ký túc xá Bách Khoa lên trên đấy học xong rồi đi về. Và thẻ trong đấy rất là rẻ, chỉ có mấy chục nghìn một tháng ấy. Chúng ta có thể đọc được tất cả loại sách trên trời dưới biển, ở trong thư viện nó có hết nhé, gọi thư viện quốc gia. Và bạn nào không thích chơi game, dành thời gian, có thể dành thời gian lên đấy đọc sách và nhìn lên, chỉ nhìn các đề mục sách ở trên đấy là thấy thích được đấy. Và khi mà đọc trong một môi trường tĩnh như thế, ai cũng ngồi đọc như thế, thì cái hiệu suất đọc của chúng ta tốt hơn. Và chúng ta nên tắt cả điện thoại đi khi đọc sách, chúng ta quên, tạm quên xã hội bây giờ đi một chút, đọc sách thì nó mới ngon. Và khi đọc sách thì giúp chúng ta là gì, hiểu biết hơn nhiều thứ một cách chuyên sâu, một cách nguồn gốc, phải chăng? Nên là việc đọc sách cũng chính là một việc cải bệnh của mình. Ai nên khôn cũng phải học, nhớ nhá, thiên tài nào cũng phải học hết đấy. Ông Einstein, ông phải học không? Ông đọc tất cả công trình khoa học của người khác. Đức Thánh Trần của chúng ta ấy, là người sinh ra một cái là được cha mẹ cho đi học, tìm những người thầy giỏi nhất. Đức Thánh Trần. Thêm nữa là tên tuổi. Số 6. Khi mà chúng ta lập bát tự của một con người, chúng ta thấy cái lá số đấy nó thiếu hành gì, khuyết hành gì, thừa hành gì.
Nếu mà chúng ta đặt được một cái tên nó hợp với âm dương và ngũ hành, thì chúng ta đã cải tạo được 4% vận mệnh của mình. 4% này là theo thuyết thương, thuyết tam tài của Đông Phương chúng ta nhé. Chọn là một cái tên tốt, 4%. Tên rất là quan trọng. Có rất nhiều môn xem, và thầy biết ở Hà Nội này có rất nhiều người xem tên đấy. Đấy, đọc tên cái là họ biết ngay là cái người này có tốt không, tương lai thế nào, cha mẹ ra sao. Một cái tên không cũng thể hiện được sau này có thành công hay không. Ví dụ như là Cao Văn Phương. Đây, đây là một cái tên tốt, bố thầy. Đây là một cái tên là nếu mà chúng ta xét một ngũ hành là cực tốt. Ra trường một cái là đi làm hiệu trưởng luôn. Và làm hiệu trưởng đến lúc về hưu thôi. Em mới tiến tới. À cha. Và không, thầy không nhầm thì tên của thầy Cao Văn Anh cũng tốt luôn. Đặt tên là đúng âm dương ngũ hành, được lợi 4%. Thêm nữa là tướng mạo. Tại sao tướng của bạn đứng số 7? Bởi vì rất nhiều người xấu nhưng mà rất giỏi. Ví dụ tể tướng Lương Ngu ấy, đúng không? Sống trai này, vừa già này, vừa ngu này, lấy được vợ đẹp này, làm quan to này. Vậy tướng có thể hiện được cái đấy không? Đôi khi tướng có người phá tướng thì là không tốt. Nhìn nhiều tướng đi đến đây xem tử vi, nhìn tướng không ấy thì sẽ nhìn thấy người này không phải giàu đâu. Nhưng mà xem lá số tử vi ấy, toàn có linh trinh thiên phổ, đóng cục điện trạch thôi, đại gia luôn, xem hồi đúng đại gia thật. Nên là cái tướng này này người ta chỉ xếp số thứ 7 thôi, trên 10 thôi nhá. Bởi vì tướng có thể thay đổi được, tướng thay đổi theo thời gian, được chưa? Và khi mà chúng ta xem tử vi kết hợp với tướng pháp của họ, chúng ta xem được là con người này ấy, xem tướng chúng ta sẽ biết được linh hồn trong họ có tốt không, nghĩa là phần hồn năng lượng có cao không, họ nói chuyện có nhẹ nhàng không, hay là cáu gắt hớt hải, nhìn tướng đúng không. Thậm chí là tâm linh là gì, nhìn tướng này có người âm theo hay không, nhìn phát ra luôn. Rồi nhìn tướng này là tốt cho chồng con hay không, nhìn tướng này có thể đi xa được không. Đấy, đây là bộ môn xem tướng này cũng tương đối đúng, nhưng chỉ xếp thứ 7 thôi, bởi vì nó tác động lên mình không quá nhiều đâu nhá. Bởi vì có nhiều người ấy không xem các môn khác, cứ tưởng môn này là quan trọng, nhưng môn này các cụ bị xếp thứ 7 và nó có lý do đó. Và khi chúng ta thay đổi hình tướng, ví dụ chúng ta sửa mũi, chúng ta gọt hàm, chúng ta nháy mí mắt, có sửa được vận mệnh không? Sửa được. Đấy, nó là 7/10 mà, đứng thứ 7/10, đúng không? Nghĩa là người nào mà sửa tướng chắc chắn là mệnh sẽ thay đổi. Bởi vì khi sửa chúng ta mất tiền là 1, chịu đau là 2. Hai cái đây chúng ta mất thì chúng ta phải được cái gì đấy chứ, đúng không? Được nhìn vào đẹp hơn, cuốn hút người khác hơn, cơ hội thành công trong giao tiếp tốt hơn, trong quan hệ ngoại giao tốt hơn. Nên là khi mà sửa tướng cũng có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nhưng mà chỉ đứng số 7 sau những cái kia thôi nhá. Các cụ nói là tâm sinh tướng nhỉ? Có đúng tâm sinh tướng không? Tâm sinh tướng. Và số 8 chính là tôn kính thần Phật. Cái này là cái trừu tượng này. Ý là gì? Nếu mà chúng ta không có niềm tin, chúng ta không tin vào việc đấy, không tin vào Phật, không tin vào Thánh, không tin vào các đấng tối cao, thì chúng ta cũng không được phỉ báng. Đây là sự tôn kính nhá. Tôn kính thần Phật. Nếu mà chúng ta ngay đến Khổng Tử ấy,
Phật tử có nói là dốc sức vì dân để họ đạt được cảnh giới của nghĩa, của nghĩa này, kính trọng quỷ thần nhưng luôn giữ một khoảng cách, như vậy có thể gọi là trí vậy, tức là người thông minh hiểu biết, là phải tạo ra được lợi ích cho người dân, giúp được dân. Đấy. Và quan trọng nữa là gì, phải kính trọng quỷ thần nhé. Quỷ thần chưa nói đến thần Phật. Nên người sang người xưa người ta không dám tác động đến những cái nơi mà linh thiêng, ví dụ đền chùa mà đến chặt cây là người ta vô cùng không dám. Đấy, một cây đa trong chùa mà đến bác giao có kiếm chặt là sẽ gặp họa này, đúng không? Hoặc là đền chùa đang tử tế nên mình ra mình phá đi này là cũng gặp họa này. Hoặc là ăn trộm ăn cắp cái gì đến lưu hương hoặc là cái vật bảo bối gì ở trong đền chùa cũng là hết sức nguy hiểm. Ngày xưa thầy có giúp một cái đình ở bên Đông Anh Hải Bối ấy. Những người nào đấy, truyền thuyết kể lại là những người nào đấy mà ra cái đình đấy phá, sau này là con cháu núi rụng luôn. Và cũng một gia đình là lấy lại một cái gương, lấy một cái gương về nhá, cứ 48 tuổi là người chết, đàn ông. Thầy đang ngồi đấy là bà vợ mang trả vội cái gương đi, nói là ra trong gia đình rất nhiều người 48 tuổi mất rồi, lấy gương mang trả lại đi. Thế thì chúng ta phải biết là gì, tôn kính thần Phật. Và cái bộ môn mà thầy dạy tiếp cho mọi người cúng ấy là cái số 8 này. Và trong khóa học này chúng ta sẽ học được cái số 1, cái số 2, cái số 3 và cái số 8. Cái bài hôm trước thầy phân tích về đạo Phật, đạo giáo, đạo mẫu. Đó, cái này cách giải mã vận động chính là kết giao với quý nhân, kết giao với quý nhân, đấy cũng là cách thay đổi vận mệnh của mình. Các cụ có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, đúng không? Chả tội gì mà chúng ta cùng một thời gian như thế chúng ta lại chọn các bạn xấu để chơi. Giả sử chúng ta có đi ăn tối một ai đấy thì người đấy phải xứng đáng để chúng ta học tập được họ một cái gì đó. Chúng ta dành thời gian đi ăn sáng một ai cà phê người đấy thì phải học tập của người đấy một cái gì đó. Chứ tại sao mình lại phải đi gặp một người còn kém hơn mình? Nếu mà gặp người kém hơn mình mà họ biết họ kém hơn thì họ cần mình chia sẻ thì mình gặp. Còn gặp để vui không ấy, thì không nên. Nhớ nhá, nếu người kém hơn mình, người ta gặp mình ý, với là gì? Muốn mình chia sẻ một điều gì đấy, giúp họ, mình sẵn sàng. Đấy là cách làm công đức. Còn nếu mà xác định họ kém hơn mình, mà gặp chỉ ăn nhậu vô vẩn xong đi về, không giải quyết được vấn đề gì, chúng ta nên bỏ. Và chúng ta chọn cái thời gian đấy để gặp những người cao quý hơn. Khi mà quý nhân ấy, là người ta gì có trình độ. Nếu trình độ, người ta có thực tiễn, hai cái từ đây. Người ta giúp đỡ mình, nói cho mình sáng ra, vỡ ra thì nó thay đổi vận mệnh của mình. Và chơi với những người mà họ có trình độ, lại còn phú quý nữa, lại có chức vị nữa, thì chúng ta sẽ học tập được phong cách của họ, thậm chí được chơi với bạn của họ để giúp đỡ mình trong quan hệ ngoại giao sau này để thăng tiến tốt, được chưa? Và người ta có câu ấy, muốn biết bạn là ai thì tôi sẽ xem bạn của bạn là người như thế nào. Và số 10 là giữ sinh. Đấy. Chúng ta biết rằng là trong đạo Phật, Phật nói rằng là hòn đá kia có Phật, trong mọi người có phần Phật tính, bất cứ cái gì cũng có phần Phật tính. Đức Phật nói rằng là ta là Phật của hiện tại, còn các con chính là Phật của tương lai. Thế thì mọi người biết Đức Phật Phật Thích Ca là giáng sinh vào nhà nào không? Hoàng tử luôn, đúng không? Hoàng tử Tất Đạt Đa luôn, và sau này đáng lẽ nối ngôi luôn. Thế. Rồi Hoàng Phật Trần Nhân Tông của chúng ta là ai? Trần Nhân Tông là vua luôn, đúng không? Vậy Phật mà giáng cũng phải giáng một người cao quý chứ, đúng chưa? Phải có điều kiện chứ, phải có cao quý, phải có trình độ chứ, đúng không? Hay Phật còn như thế mà,
Vậy là chúng ta muốn chúng ta được Phật giáng vào người mình sau này, được cái phần Phật tính tốt hơn, thì cơ thể chúng ta ấy, tính tình của chúng ta, cơ thể chúng ta cũng phải gì? Nó phải được dưỡng sinh tốt. Trong mình có Phật tính mà, có nghĩa là cái nhà này, trong cái người mình gọi là nhà đi, có vừa có linh hồn mình, vừa có linh hồn Phật ở trong đầu. Mà một cái nhà sập sệ thì làm sao mà Phật ngữ tốt được? Phải, nó phải tốt, nó phải vững chãi, nó phải sạch đẹp thì mới thể hiện được, mới giúp được cái phần Phật tính trong mình được cao hơn. Nên cái việc dưỡng sinh này ấy, là chúng ta phải để ý hai phần. Phần thứ nhất là phải nuôi dưỡng cái linh hồn của mình tốt vào. Ngày nào cũng đi làm rồi về rồi ngủ, làm về ngủ ăn sáng một ngày này, đi làm này, sáng ra đánh răng rửa mặt đi làm, ăn trưa, ngủ trưa, đi làm, tối về nấu cơm ăn, đi giường ngủ. Không ca nhạc, không xem phim, không hát hò, không biết chút nghệ thuật nào cả thì cái phần linh hồn của mình làm sao nó tốt được. Nếu có cô nào đấy cô hát suốt ngày thì phần linh hồn của cô tốt hơn. Đấy là cách dưỡng sinh linh hồn. Nên thỉnh thoảng thầy có các bạn để chơi vài bài thì cũng đừng trách và tại sao hôm nay nó bận thế mà không chơi nào. Bởi vì không chơi thì cái phần linh hồn này của mình nó sẽ kém. Nó mất tính chất lãng mạn. Không lãng mạn thì nó khô dần dần đi, nó thành khô cứng. Và khi khô cứng thì nói chuyện nó cũng sẽ khô đi, đúng không? Rồi người ta sẽ không thích nói chuyện với mình nữa, không thích giao thiệp mình nữa, bởi vì ông này khô cứng quá, ông này tính tình cóng bặt, khó tính. Mà mọi người biết rồi, càng già cái phàm dưỡng sinh này càng quan trọng, bởi vì già là hay bị đau ốm, cơ thể hay bị đau, hay bị mỏi, hay bực mình, cộng không ca hát nữa là hỏng luôn. Nên là càng già càng phải hát nhiều hơn. Nên phần dưỡng sinh này chúng ta chú ý đến phần nuôi dưỡng phần linh hồn của mình. Bởi vì khi mà theo đạo Phật, khi chúng ta chết đi ấy, thể xác là cái áo, giống như cái áo thôi, để lại trần gian này, linh hồn của chúng ta sẽ bay đi. Và cái linh hồn này là cái sau này tái kiếp được và mang đi được. Trí tuệ mà chúng ta học được ở kiếp này, những cái gì chúng ta học được, chúng ta sẽ mang nó đi đầu thai vào kiếp sau. Nó là hành trang vào đời của kiếp sau, nhớ nhá, chứ không phải là ăn cho béo cho bổ để là hành trang vào đời kiếp sau đâu. Linh hồn mới là hành trang của vào đời kiếp sau. Nên là dành nhiều thời gian cho linh hồn là tốt. Bạn nào mà hát càng nhiều càng tốt. Dành thời gian như thế này. Rồi cơ thể, chúng ta không thể, một linh hồn tốt không thể nằm trong một cái thể xác giật dẹo được. Bởi vì khi thể xác giật dẹo ấy thì chúng ta sẽ tự làm mất đi cái cơ hội đi xa của mình, đúng không? Ví dụ khám sức khỏe không đủ tiêu chuẩn đi nước ngoài thì làm sao mà chúng ta đi du lịch được, đi hấp thụ, đi xem những cái nền văn minh mới được để mà học tập được, làm sao mà trải nghiệm được? Không trải nghiệm được là một thiệt thòi vô cùng lớn của con người. Học đọc sách đã tốt, nhớ nhé, đọc sách rất tốt. Trong sách không thì chúng ta cũng đã đọc tất cả các vùng miền, tất cả đất nước trên thế giới, tất cả tôn giáo đều nằm trong sách cả. Nhưng mà đọc xong mà không đi ấy để mà trải nghiệm nó thì hơi bị đáng tiếc. Thầy hay đi nước ngoài, thầy đến những công trình văn hóa mà thầy đã từng đọc về họ, về cái công trình đấy, thầy trải nghiệm nó thì thấy nó cực kỳ ý nghĩa. Được chưa? Khi mà chúng ta sang nước ngoài ấy, hoặc là chúng ta đi thăm một công trình văn hóa nào mà chúng ta chưa đọc về nó thì chúng ta đi ấy, nó không hiệu quả đâu, hơi khô, bởi vì chả hiểu di tích này từ đời nào, ai là người làm ra nhỉ. Nhưng mà các bạn dành thời gian đọc về cái công trình đấy, về cái địa điểm đấy trước khi mà chúng ta du lịch ở đấy thì vô cùng thích, nắm được sâu hơn. Và dưỡng sinh nói đến phần tập thể dục nữa đấy, chúng ta dành thời gian tập thiền này, tập thể dục này, chơi các môn thể thao tùy người cơ thể cơ địa. Có người thì chơi đá bóng mạnh, có người chơi tennis, có người chơi golf được, có người chỉ chơi bóng bàn được thôi, hoặc là có người chơi nha thôi. Nhưng mà chúng ta phải dành thời gian đi lại nhiều, năng động hơn. Cái đấy để giúp cho cơ thể của chúng ta điều hòa khí huyết tốt, để nó nuôi dưỡng cái cơ thể mình được khỏe mạnh, để cõng cái linh hồn của mình sau này sống cho dai. Và dương đức, thọ dương ấy, thọ dương cũng là phúc đấy nhá. Mọi người biết tại sao người ta viết chữ phúc trên điện của thầy, chữ phúc trong chữ gì? Cái gì quan trọng nhất? Phúc quan trọng nhất. Muốn dưỡng sinh tốt thì cái họ này khác. Thêm nữa, tuổi con người có thay đổi được không?
cho Dương thay đổi được không? Thay đổi được đấy. Hôm nay có một cô đấy gặp thầy, bảo thầy ơi, con tôi bệnh vô chính diệu, tôi sợ nó chết sớm. Mình bảo với cô rằng cách đây một năm, một bà cụ 92 tuổi vẫn đang gặp thầy xem tử vi vì bà bệnh vô chính diệu. Sắc nói rằng mình vô chính diệu là không thọ, là phi hiểu tắc bần, nghĩa là nghèo sống lâu mà giàu thì chết nhanh. Nhớ nhá. Thế thì thế nào là giàu, thế nào là nghèo, mọi người biết không? Ý muốn nói là những người mà tham tiền tham của chết nhanh cực kỳ, mình vô chính diệu ấy, thích vơ vét này. Còn những người mà bị giữ dưng tài sản bình thường, có cũng được không có cũng được, không phải lao ra bằng mọi cách mọi giá thì lại sống thọ nhá. Nên chỉ cần điều chỉnh cái lòng tham của mình thôi là sửa được bệnh vô chính diệu đấy, kiểu tắc bần. Và tuổi này nhắc lại, thay đổi được tuổi thọ dương không? Được, đúng không? Thôi lát nữa thầy để nói lại cái bài hôm trước nói về vận mệnh của con người thay đổi theo cách gì để sửa nó như thế nào. Hoàn toàn sửa được khi chúng ta biết được vận hạn của mình là gì. Nếu mà biết ung thư thì 6 tháng khám một lần, vừa tiền ung thư đã tiêu diệt luôn rồi thì làm sao phát triển được, đúng không? Nếu mà mình trong tử vi mà đoán được sau này mình bị HIV thì tránh ngay từ đầu luôn, sao bị đâu. Nếu mà tử vi nói rằng sau này mình sẽ chết nước, tránh xa sông nước ra. Được chưa? Đấy. Nhưng mà tránh xa sông nước rồi nhá, nhưng mà ở phòng tắm của mình ấy. Đấy. Không, cẩn thận không có là điện giật. Nghĩa là cái câu chuyện vui, nghĩa là ông thầy bói ông xem cho một cái ông đại gia. Đại gia nhá, ông đại gia thì trong nhà có rất nhiều đồ cổ, thích siêu tầm những cái da con thú rồi đầu con thú ấy. Thế là ông này ông xem tử vi cho cái ông đại gia này, ông nói là ông ấy sẽ bị chết vì châu đâm. Thế một kỳ ra ông ấy chết hay ấy nhỉ, chết vì châu đâm thật, ông không tin thì thôi, tôi sẽ đọc luôn cho ông cái ngày ông ấy chết châu đâm nhau. Thế đọc luôn ngày chết châu đâm. Ông này mà thấy không ra khỏi nhà thì thôi châu nào vào nhà đâm. Thế ngồi trong nhà, thế là ông này ông phải treo cái sừng châu, sừng châu ở trên tường ấy, nó không bao giờ cắm phát vào đầu chết luôn. Thế là chết vì châu đâm. Là chuyện thật. Nhưng vấn đề thầy mà nói đúng là không phải thầy đấy cũng là một vấn đề nữa mà rất quan trọng trong tử vi, đấy là vấn đề số 11 là chọn vợ hoặc chọn nghề, tức là chọn nghề hôn phối và nghề nghiệp. Này, việc này là rất quan trọng nha. Chúng ta xem tử vi chúng biết rồi, những người có lá số có tròn sao vũ phá mà nằm tại cung gì, cung hợp là tròn sao gì đây, đây là gọi là tù tinh, đúng không? Dễ tù tội. Những cái người này mà làm nghề binh cái khác này, làm công an quân đội toàn chức võ, thậm chí tướng, được chưa? Thế thì khi chọn nghề nghiệp hóa giải là sao sao tù tinh mà người ta sợ nhất là bây giờ là gì? Ở xã hội Việt Nam bây giờ chúng ta sợ nhất là gì biết không? Sợ nhất là vào lò. Nên là những người mà có tròn sao vũ phá là một, liêm tham hãm địa làm hai, cự môn hãm địa là ba, nằm ở các cung tị hợi hoặc nằm ở các cung khác mà có sao quan phủ tại mệnh hoặc thiên hình chiếu mệnh vẫn tù như thường. Nhớ nhá, không cần đóng tị hợi đâu nhá. Chỉ cần đóng một cái cung nào đấy thôi, phúc đức mà xấu nhá, lại có quan phủ thiên hình chiếu vẫn tù bình thường. Rồi chưa chắc mệnh tù đã tù đâu nhá. Mệnh của người có sao thiên lương nhưng mà cung thân ấy mà đóng vào cái sao cự môn hãm địa cái đất luôn à. Rất nhiều người sao thiên lương thủ mệnh, cung chồng và cung vợ là cự môn hãm, thân cư chồng, thân cư phu, thân cư thê, nghĩa là ngồi tù, thiên lương vẫn tù nhá. Vậy khi chúng ta xét một cái lá số tù hay không tù, không phải xem mình mỗi cái mệnh mình đâu mà cả thân nữa, phúc nữa. Thầy đặt vào cái lá số này là mệnh, không phải xem cung mệnh tử vi đâu mà xem cả cái lá số tử vi á. Nói đây là mệnh nhưng không phải xem mình mệnh đâu, xem cả cái lá số tử vi. Nhiều người tù bởi vì cái tròn sao thân, cung thân này tù tội, chậm tù hơn thôi. Những người nào mệnh tù thì rất sớm tù, mười mấy tuổi đã đi tù rồi. Những người nào thân thì phải ba mấy đi tù, đúng không? Việt Nam mình có ông còn sáu mấy đi tù, đúng không? Thế thì làm quan rực rỡ luôn, đến tuổi đấy mới tù. Thế là cái gì? Do cái gì? Do công gì xấu?
thân cũng không thân. Thân này nó di chuyển chậm hơn. Tuổi. Vậy là những người sau này chúng ta xem tử vi cho những người mà có những cái tròm sao quan phủ, quan phù thiên hình, được chưa? Cự môn hãm địa, liêm tham hãm, liêm phá hãm, vũ phá hãm, thì chúng ta phải quân sư ngay cho họ là chuyển sang học luật pháp ngay hoặc là làm nghề binh nghiệp ngay. Bởi vì khi họ học về luật thì họ sẽ tránh được tù tội, phải hiểu luật, họ sẽ tránh được những cái vô tình, những cái điểm vô tình đi tù, đúng không? Người ta hiểu luật. Hai nữa, người ta chuyên xử lý pháp luật thì người ta cũng gì, ngày nào cũng phải bắt tội phạm hay phải ra tòa để đối chất, thậm chí là những người quản tù là cũng ở trong tù luôn. Thì đấy là cách giải của tròm sao tù tinh, chọn nghề nghiệp để hóa giải vận mệnh con người là một điều cực kỳ tốt. Khi mà đi xem tử vi ấy, những người mà cô vũ phá hãm địa này tại mệnh ấy, thầy hỏi anh làm nghề gì, báo cáo anh thầy là chồng em làm xây dựng, làm mình cười rồi, vũ phá hãm địa làm xây dựng cũng giải được nhá, giải được số tù. Hỏi đang làm gì, bảo em chồng em đang làm tài chính. Hỏi tài chính thế nào, bảo khó nói thì chuẩn bị tù rồi đấy. Tài chính mà khó nói bệnh vũ phá là tù đấy. Hôm trước thầy có bóp được bài lên đấy không? Không đâu. Tiếp nữa là chọn vợ chồng phu thê, điều này quan trọng không? Khi mà chúng ta mở lá số tử vi ra, chúng ta thấy cung phu thê nó sẽ tác động đến gì đến lá số của mình nhỉ? Cái gì tác động cung phu thê nhiều? Phu thê tác động đầu tiên ấy, đến là tác động đến cha mẹ mình trước. Về mà cãi mẹ cãi cha chấm nhẳng thì hỏng rồi. Đúng không? Nên là chọn phu thê phải khéo. Gặp một cô mà có cung vợ của hoa kỵ, lấy ngay cô này cho thầy đeo kính hóa giải. Nếu cung thê của hoa kỵ ấy, lấy ngay cô này, quả kính đấy cho hóa giải được hoa kỵ. Thế là lấy một cô ở cận đeo kính chính là cái thì cũng thế. Thì khi mà chúng ta biết các tròn sao xấu, cách hóa giải thế nào ấy, thì chúng ta sẽ chọn được hôn phối phù hợp, được chưa? Đấy. Hoặc là thiên không đóng cùng phu thê, ví dụ đấy, thiên không đóng là gì, hay phải xa vợ đúng không? Nó lấy hay phải lấy vợ ở xa, mà lấy cô ngay gần làng hỏng luôn. Thiên không mà lấy phải lấy cô thật xa, bởi vì thiên không chính là khoảng cách ngăn cách sông biển. Thế thì cách hóa giải là phải lấy cô vợ xa quê ra, thì sao thiên không nó bớt xấu đi nhá. Rồi sau cung vợ cung phu thê có cái sao quan phủ kỳ dương, có nghĩa là sẽ phản bội đây. Thế phải lấy cô làm nghề gì? Cô làm nghề luật, hoặc là cô làm nghề thuế. Đấy. Hai cô này giải được cái tròm sao xấu quan phủ kỳ dương. Nên là rất nhiều trường hợp thầy cứ hay hỏi là vợ chồng làm gì, để làm gì, để xem người ta đã giải được cái sao xấu của cùng chồng cùng vợ chưa. Nếu họ giải được thì thôi. Hoặc là chồng mà lại cùng chồng cùng vợ có sao cự môn hãm. Đấy. Không có tuần triệt nhá. Hỏi chồng làm người, vợ làm nghề gì? Hỏi vợ em làm kinh doanh. Ôi sổ ôi, cự môn hãm mà làm kinh doanh thì thôi. Toàn hay dối. Sáng nay vừa gặp một lá số luôn, bác thầy chiếu lá số trên màn hình cho mà xem. Cùng vợ cự bốn hãm mới 30 tuổi, đẹp trai vô cùng, bị vợ lừa. Lừa là gì? Vợ ngoại tình. Mới cưới về đã ngoại tình rồi. Vì cự bốn hãm làm tại công ty. Thế anh ta chọn nhầm người, vợ làm kinh doanh. Nếu bảo chọn nên thầy bảo ngày xưa, một là chọn một cô giáo viên. Sao cự bốn hãm là phải giúp sao cái sau nó xấu đi, nó xấu đi. Vì sao cự bốn chính là sao nói nhiều. Nếu mà làm nghề luật cũng nói cãi nhau, làm giáo viên nói cãi nhau, đúng không? Những cái ngành đấy nó sẽ giảm bớt cái sự xấu của sao cực môn đi. Nếu không chọn nghề đúng, lựa chọn kinh doanh, marketing thì thôi hỏng. Thế thì chọn phu thê nó rất tác động đấy. Tác động thứ hai là tác động đến con mình. Phu thê nó tác động đến con của mình, đến bố mẹ mình, bởi vì vừa lấy về chưa sinh con đúng không? Nhưng mà nó ứng xử bố mẹ không tốt là không tốt rồi. Hai là tác động đến con của mình, bởi vì một cái người mà làm hôn phối của mình, cái giống dòng không tốt, chỉ số IQ không cao, khó cải tạo được dòng giống nữa nhá. Rồi nề nếp của gia đình không có, con mình dễ hỏng theo. Nên là khi chọn hôn phối phải là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, và
mình muốn thay đổi vận mệnh của mình ấy, thì cố gắng tìm người hôn phối hơn mình thì sửa được vận mệnh. Nghề nghiệp rồi nhá, hôn phối rồi nhá. Số 11 rồi. Số 12. 12 là gần lành tránh dữ. Đây. Câu này hơi trừu tượng đấy. Gần lành tránh dữ. Thì mà 6. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta có hai sự lựa chọn. Một bên là nguy hiểm, một bên là an toàn, chúng ta đi về bên nào? Cái điều đấy thì cũng chả cần phải dạy. Nhưng có rất nhiều bạn ngũ ngược luôn luôn thích thử mình. Khi nào thì gần lành tránh dữ, khi mà rơi vào vận xấu thì phải gần lành tránh dữ. Được chưa? Khi rơi vận tốt, đôi lúc chọn đường dữ vận hay. Tại vì nhất là những người âm dương nghịch lý, cục khắc bản mệnh. Vậy cái câu này rất trừu tượng ở chỗ là tùy vận hạn của mình. Được chưa? Phải biết cách gần lành tránh dữ. Tùy vận hạn của mình thì chúng ta phải biết cách đấy. Khi mà chúng ta gần những cái lành thì chúng ta sẽ học được những sự an toàn, những sự tốt đẹp, những sự may mắn, đúng không? Khi chúng ta chơi với những hoặc đến những cái nơi dữ dằn thì chúng ta hay gặp những cái ngỗ ngược, nguy hiểm, nhưng mà nó lại tốt khi mà chúng ta gặp họa vô đơn chi. Đôi lúc liều lĩnh cũng chết. Nên là sẽ cân nhắc là khi nào chúng ta gần lành, khi nào chúng ta gần dữ. Và người giỏi ấy, người ta gần cả lành cả dữ. Đấy là 12 cái điều để chúng ta sửa mệnh, sửa vận mệnh của mình cho tốt lên. Thôi vào nhá, nhất là mệnh thứ đầu tiên đây này. 1 mệnh, 2 vận, 3 phong thủy, 4 là gì? Tinh đức, tinh đức. 5 đọc sách, 6 tên tuổi, 7 tướng, 8 tôn kính thần Phật, 9 kết giao quý nhân, 10 dưỡng sinh, 11 chọn vợ chọn nghề nghiệp, 12 gần lành tránh dữ. Nó tương đương với 12 cung của chúng ta đấy, trong tiểu vi đấy. Và nếu mà chúng ta tuần tự chúng ta sửa mệnh của mình thì chúng ta phải sửa theo cái này, đúng không? Chúng ta muốn cải mệnh của chúng ta phải biết là đây là 12 điều có thể chúng ta thay đổi được vận mệnh. Và điều gì quan trọng nhất đây? Vậy tức là không đi xem tử vi, chả đi xem vận mệnh của mình thì làm sao mà sửa được. Biết mệnh mình là mệnh gì, biết số mình làm chủ hay làm đi làm thuê mà cái, biết là mình sẽ gặp họa gì trong tương lai, làm sao biết được cung điền trạch mình đang ở âm trạch xấu hay tốt, cái sao, đúng chưa? Nên là nguyên lý thứ nhất, bài thứ nhất, muốn tìm mệnh của mình thì phải làm lập được bát tự, phải lập lá số tử vi của mình. Đây là yếu tố quan trọng nhất và đấy là đề tài mà cái chương trình giáo dục dạy tử vi Việt Nam ở Linh Quang Điện này thầy dạy đầu tiên là phải biết xem mệnh trước, chính là bộ môn tử vi đầu tiên phải biết này trước, đúng chưa? Sao đến vận đấy, mọi người chơi vận vận đúng không? Chơi vận gì vận gì, và bài hôm qua thầy có bóp một lá số của thầy lên, thầy xem là thầy vận xấu nhất loại nào để cho các bạn luận. Thế là các bạn cứ hứng thú đi. Sau 3 nữa thầy xem phong thủy. Đấy, phong thủy mệnh mình tốt chưa? Phong thủy nơi mình ở tốt chưa? Mộ mà tốt chưa? Trong tử vi có hết. 4 đối với tích đức hay làm cái công đức này. Đấy, ở trong này cũng chắc chắn có nhiều bạn đi làm việc công đức, làm việc đấy là nó tốt số. Làm tích đức này. Tích đức này là tích đức dương đức, để nó cộng vào để cái phần âm đức của mình đã có, để nó tăng thêm cái tích tốt đi. Được chưa? Chúng ta hay biết cái lễ phản độ gia tiên là tích cái gì đức biết không? Âm đức. Tích âm đức. Tích đức cho người âm của mình. Tạo một cái năng lượng cho người âm của mình tốt hơn để độ cho mình. Để làm cho những người vô hình, đúng không? Âm không nhìn thấy. Bảo các cụ chết rồi sao nhìn thấy được, nhưng vẫn cúng cho họ, phản độ gia tiên giúp họ được. Thì đấy là tích âm đức. Được chưa? Hoặc là mới đây có một cô nào đấy, cô lên vùng cao, cô cho các bé quần áo, bánh kẹo này, cho các bé hết giấc này. Đấy, đấy là tích gì? Tích dương đức.
Vậy chúng ta phải biết cân bằng giữa âm đức và dương đức nha. Cân bằng hai cái này, âm đức và dương đức. Chúng ta tài trợ cho một cái trường nào đấy, cho các em có trường có học hành, đấy là chúng ta thích cái gì? Thích dương đức. Đấy. Và sắp tới thì thầy có một chuyến đi, thầy sẽ tài trợ cho một số những người vất vả, khó khăn, nghèo đói, tiền. Thầy thích cái này dương đức. Còn âm đức thì hàng ngày thầy hay cầu siêu cho các vong linh, cơ nhỡ, cô hồn, quả tú gì đấy, đấy là tích âm đức. Và muốn bước cả hai chân song hành, càng ngày mình càng phát lên thì mình cả âm và dương đều cả hai bên. Cả hai bên cùng bước, âm dương song hành thì mình mới tiến mạnh được, tiến xa được. Tiếp đến câu chuyện đọc sách. Nhiều bạn lười cái này lắm, văn hóa đọc càng ngày càng kém đi. Mà nhiều bạn sau khi tốt nghiệp các trường ra rồi không được đọc sách nữa. Rất nhiều như thế, lãng quên cái việc đọc sách. Đấy là điều đáng buồn. Đấy là một văn hóa tốt. Thầy sang Nhật ấy, người Nhật giàu ở Việt Nam rất nhiều. Già họ vẫn cầm sách đọc, sắp chết rồi vẫn đọc sách. Văn hóa đọc họ rất là tốt. Đọc sách suốt ngày. Lên tàu họ đọc sách. Phòng này ngày xưa thầy để sách xung quanh cái phòng này cho mọi người đến đọc. Nhưng mà vì chưa xong bên kia nên chưa xong. Thầy làm cái tủ sách, đầy đủ các loại sách. Các môn sách về tử vi, về tâm linh, về các khoa cúng, sớ sách thầy cũng đầy đủ tất cả tập. Không những có sách, mà có cả bản có PDF. Nhưng thường thầy không gửi PDF, bởi vì mọi người không chịu đọc. Thà cho một cái sách, đọc đâu tích vào đấy. Tốt hơn. Sau này thì khu này nó rộng, mọi người thích đọc sách sang đây. Thế đọc sách phải có môi trường nhá, phải có bạn cùng đọc này, phải có môi trường chứ không có là vui vui tí là lôi bài ra xem, thế là quên mất là đi uống cà phê nữa là hết luôn rồi, đúng không? Nói lại tiếp phần tên tuổi trong cái danh mục mà Tử Vi Việt Nam .info làm ấy, có một phần đặt tên cho bé đấy. Và đấy rất quan trọng. Khi mà đặt tên cho bé là nó sẽ thay đổi được vận mệnh của nó ngay từ đầu. 4% không phải ít đâu, nhiều lắm. Mọi người thì thử đi vay lãi ngân hàng 4% năm xem có trả là không. Thì lè cả mắt, lờ mắt rồi, đúng không? Nó lớn chứ. Ví dụ như là ở Việt Nam mình lãi suất ngân hàng còn lớn bởi vì mình tiền mình trượt giá, thì ở nước ngoài còn lãi suất âm. Gửi tiền còn mất tiền thêm, hoặc là được 1-2% một năm thôi. Ngân hàng người ta ăn mỏng như thế thôi. Mọi người ta đã phát rồi. Đây mình đặt cái tên phát được 4%, hiểu không? Nên là chi phí mà đặt tên đặt được một cái tên tốt, chi phí 2-3-4 triệu, 5 triệu là chuyện bình thường, vẫn rẻ hơn so với những cái gì mình đặt được. Và để lập ra một cái tên thì chúng ta phải cực kỳ giỏi bắt tự, chúng ta phải lập tên cho người khác. Mất thời gian lắm. Mất thời gian nên xem lá số tử vi nhiều. Rồi tướng để nghiên cứu theo tướng mình khuyết cái gì, cung số mình khuyết cái gì để sửa, không có sửa nhầm mất tiền sau này là còn không chôn được, là phải khiêu rồi như sau này mới hết được silicon. Sửa tướng cẩn thận sau này là không chôn được mà chỉ phải đi đốt được thôi, còn người toàn silicon. Tôi kính thần vật, đa số các bạn ở đây đều tin ngưỡng rồi, phần này rất tốt. Biết sao quý nhân, cái này phải mở rộng thêm nhá. Lai chim mắc lên chứ, hả? Lai chim tốt lên đi, lên nói trên phay chớ thần vật để tìm quý nhân chứ. Ở đây cũng mấy cô hay lai chim. Khi mà lai chim hiểu kết nhau với quý nhân. Rồi tập tành, dưỡng sinh, linh hồn, hát hò. Chọn hôn phối, đa số các bạn đã chọn mất rồi. Giờ điều chỉnh thôi. Rồi ngân danh đánh giữ. Thế thì hôm nay, bài hôm nay chúng ta đã được học là gì?
có 12 cung trong bản đồ vận mệnh của mình và có 12 yếu tố để chúng ta sửa mệnh của mình. Được chưa? Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn sửa được nhờ 12 yếu tố này. Và rất hy vọng sau khóa học này ấy, là mọi người biết cách sửa mình này, biết cách sửa cho con cái, anh em, vợ chồng của mình này, và thậm chí là sau này sửa cho khách hàng của mình nữa. Bây giờ thầy sẽ chiếu cái lá số tử vi của mẫu lên cái màn hình kia để thầy giảng cho các bạn về chọn sao cụ môn. Bật cái TV đấy cho thầy nhá. Đây là số mà mọi người nhìn thấy không? Đây là một lá số mệnh thiên lương, đúng không? Thiên lương này, có tả phù nó mệnh này. Và nhìn thấy cung thê, cung thê của họ không? Cung bôn hạng. Cư môn là hành thế. Cư môn là hành thế. Cư môn là hành thế. Âm thủy hay là dương thủy? Âm thủy. Âm thủy, đúng không? Nhưng là cái sao cư môn hãng địa nó đóng vào cái cung âm hỏa này ấy, thì không nghịch âm dương. Nhưng mà hành thì cực nghịch luôn. Bởi vì cư môn hãng địa là mang tính tính âm thủy rất cao, tính thủy rất cao. Lại đóng vào cung hỏa, thủy hỏa khác nhau. Được chưa? Lại lá số này được kết hợp với gì? Linh tinh tại đấy, đại hao tại đấy, phá toái trực phù, lại có thêm cái sao vong thần là cái sao cháo trở đóng ngành đấy nữa. Tam hợp của nó là phúc đức. Có hóa kỵ địa kiếp chưa? Kỳ dương lại chiếu vào đấy nữa, đúng không? Lại thấy thiên di có địa không tam hợp chiếu vào cung phu thê nữa. Thấy chưa? Hỏa tinh nằm cung quan lập chiếu vào nữa. Có đỡ được không? Sao mà đỡ được? Đúng không? Thấy là gì? Hình dương này, linh tinh này, hỏa tinh này, địa không này, địa kiếp này, hóa kỵ này, cực môn hãm điện này, chiếu thẳng ngôi cung tù này, quá xấu, được chưa? Nên là trong thực tiễn, anh này là anh ấy là năm nay 30 tuổi đã lấy vợ và vợ anh ấy đã ngoại tình người khác, và anh này rất đẹp trai, và anh ấy biết được việc này nhưng mà anh ấy đi gì vợ, được chưa? Đây là một cung môn cực xấu. Một lá số ví dụ thứ hai. Đây. Một lá số mà mệnh cũng thiên lương luôn. Sao thiên lương này người ta gọi là gì nhỉ? Không làm việc. À, rất tử thiện hiền hòa, sinh vô cùng, làm truyền hình luôn nhé. Có hóa quyền thiên khôi đào hồng chiếu mệnh chạc vái. Lại có hai cái chữ phúc đức thiên đức tại mệnh nữa. Nhưng mà gặp ngay một cung phu thê thân cứ phù cứ môn hãm một cái chồng chỉ nói dối không phải là thật, ngoại tình hết cô này đến cô khác, thấy chóng chưa? Đấy là những cái lá số mà rất xấu.
Đây là một lá số 25 tuổi, thư ký trung ủy, ủy viên trung ương đảng luôn. Nếu mọi người nhìn thấy cái tốt của lá số này, mà thầy biết, thầy nhìn lá số này thì biết lá số là con mà mới có 25 tuổi đấy, vẫn tốt. Nhìn kỹ xem nào, vẫn tốt, vẫn tốt. Lại theo nguyên tắc nào? Nhất vận gì, nhất nhất gì, nhất mạnh gì, vận đó. Ba là phong thủy, nhìn cung đình tránh nó sai không? Sai đúng không? Bốn là công đức, phúc đức nó tốt không? Dương đức là hơi tốt đấy. Thấy đại ao tiểu ao là cung thiên thi là làm công đức, phúc đức tốt hay giúp đỡ người ngoài không? Đây là một lá số mà cách cục là mệnh vô chín diệu tắc nhị không. Bạn này cao 1m8, vô cùng đẹp trai, học từ bên Anh về, đang làm thư ký cho một ủy viên trung ương đảng. Rồi đó, mới có 25 tuổi chưa? Cũng là 24 tuổi, à, 24, 25 tuổi, 24 tuổi chưa? Tại sao nó giỏi thế? Bởi vì mệnh của nó đẹp thế thì có thiên khôi đào hoa tại mệnh này. Rồi có sao thiên quý tại mệnh cũng rất là cao sang, thiên việt nữa. Đúng chưa? Bạn này rất là may mắn bởi vì cái cung nào hãm thì gặp ngay tuần đóng. Ví dụ tuần đóng vào cung tử tức, nó làm cho sao thái dương này sáng lên. Tuần đóng vào sao thái dương hãm đi ạ, cung tài bạch làm cho cung tài của nó đẹp lên, đúng không? Triệt đóng cung tật ách làm cho sức khỏe của nó tốt lên, đúng không? Thiên di của nó hãm như thế, nó gặp triệt nó thấy sáng, thấy sáng lên. Nghe này này, và bạn này được rất nhiều người giúp đỡ, bạn bè toàn những người giàu sang cung quý thì cung đô nó đẹp không? Đã có hữu bật là thiên mã, rồi là có thiên phủ lắm cung lô, thì nhiều người giúp đỡ, đúng chưa? Nhưng mà thầy khuyên bạn này á, là nên làm thanh tra, là vì bạn này có kỳ dương quan phủ tại cung quan lộc vào hay không? Thân cư phúc đức, phúc đức này có đẹp không? Nếu mà chúng ta xét về chính tinh đối tam hợp của nó là đều sao tháng chiếu cả, lại có hóa lộc có quyền chiếu cung phúc đức đấy. Nhưng mà chỉ có cái sao phong thần đóng đây, thiên hình với hỏa hình đà la, cái đấy chắc là được. Bạn này cũng là cung phúc tốt luôn, nhưng mà bạn này là mệnh không tốt nhưng thân tốt, phúc đức tốt. Mệnh vô chính diệu đắc tứ không mới là tuyệt hảo nhá, tam không là tuyệt, nhị không là bình thường đấy. Và cái không của mệnh vô chính diệu ấy là nó nói là cái gì, tính gì mới là tính sáng tạo. Sao thiên không là sao của sáng tạo, sao địa không cũng là sao sáng tạo, bởi vì gặp nhiều hiểm họa quá từ bên ngoài đá vào mình, chính vì thế là mình phải cách tránh né nó tốt, sự luyện tập tốt, được tôi luyện tốt. Nên sao địa không mà chiếu mệnh vô chính diệu thành ra này, nó lại thêm được một cái đạo, có nghĩa là lắm ý tưởng, thích nghi tốt, thay đổi tốt. Thêm nữa này, có nhìn thấy đại vận 16 đã ra là thế tử vi hoa hoa được không? Hả? Là thế hướng bận được không? Chiếu không? Như gì là tử vi thất sắc rồi, ngon rồi. Đúng chưa? Đại vận 26 sang năm để ra được quyền lực chưa? Lại có hoa lộc có quyền chiếu kìa. Chính tinh sáng tốt kìa. 36 để ra thiên tướng hãm gặp tuần cũng sáng kìa. 46 để ra cũng tốt kìa. 56 để ra lúc đấy triệt nó cũng mờ rồi, và cũng tận ách cũng tam vẫn rực rỡ kìa. Đúng không? Chỉ có 66 là ra gặp điện kiếp thì nó mới xấu thôi, lúc đấy mới hưu rồi. Đây là điển hình của lá số mà mệnh không tốt, vận tốt này. Đấy, và thầy đặt câu hỏi cho lớp là giữa mệnh và vận, cái gì quyết định lớn nhất? Vận chính là mệnh. Người ta gọi là vận mệnh. Vấn đề là rơi vào cái vận đấy người ta đang làm cái gì thì tốt. Ví dụ anh này từ 16 đến năm 25 tuổi là phải sao hoa hoa phải không? Là tốt nhất. Đấy, hoa hoa ta tứ hoa kìa. Quốc ấn tương quân. Đấy, phải làm chính trị ngay rồi đấy. Đã có rồi đấy. Năm nay nó 25 tuổi dương nó có hết đấy. Đừng quên nó có vòng thái tuế đóng ngay tại đấy. Nó phát được vụ luôn. Lộc tồn có luôn. Vòng lộc tồn và thái tuế thằng này tam hợp. Chiếu không? Vậy những người mà có một đích cùng một điểm xuất phát nhưng mà họ vèo phát vào lên thẳng đứng như thế này thì họ sau này phát xa lắm. Chính như thế để bảo bạn này làm quan to. Nhớ nhá, cũng là số này
nhưng mà nữ cái hỏng luôn. Mà em biết tại sao? Lộng lộng ngược lại, đại vận nó mà lộng ngược lại thì vứt. Đúng không? Nếu mà đóng lộng ngược lại, cái là 6 tuổi thì ra tăng môn cố thần, thì cha mẹ chết. 16 tuổi thì ra mà rơi vào hóa hình với một Đà La kia thì tư tập nha, vào thân này. Đúng không? 36 nó lại rơi vào 26, 36 nó lại rơi vào cái gì kìa? Vào lưu phá, rồi tan nát gia đình kìa. Đúng chưa? Nên là vậy là yếu tố mặc dù bát tự quan trọng nhưng mà giới tính và quan cũng quan trọng không kém. Ăn được một cái khắc này thành số khắc. Dạ. Hôm nay chúng ta trải nghiệm ba cái lá số, là ba cái ví dụ đấy, chúng ta sẽ biết rằng là nếu mà chúng ta xem thì xem thật kỹ vận mệnh. Sau này còn vòng tráng sinh nữa cơ. Chết khi nào? Ai hỏi gì không? Còn gì chưa hiểu? Không hỏi cái này cũng được, hỏi cái khác. Chắc là quay phim zoom rồi thôi, tắt đi.